Xin chào cả nhà, hôm nay là ngày thứ tư của một trong những tháng 7. Và cái thứ tư trong những tháng 7 thì có chợ đặc biệt. Là bình thường những cái chợ như thế này đây sẽ không bao giờ mở cửa vào thứ tư, nhưng mà chỉ có tháng 7, vào những cái tháng 7 trong năm thì họ sẽ được mở cửa vào thứ tư. Ở đây họ sẽ bán những cái đồ ngoài trời, hoặc là trong shop người ta bán đồ sale, số cả nhà người ta sẽ để tràn ra ngoài đường người ta bán. Bây giờ mình đi coi nhé. Thì ở đây cũng có những cái đồ giống như là đồ cũ vậy đó cả nhà, và quần áo, sách vở. Những cái đồ này á thì thường là họ sẽ họp chợ vào những cái buổi chợ đặc biệt ở những cái thành phố khác nhau, nhưng mà ở thành phố của mình thì thứ tư sẽ mở cửa và bán. Ở đây mọi người sẽ bắt gặp những cái chén như thế này đây. Bắt những cái máy đánh chữ như thế này. Ở cái khúc này thì chưa có đông đúc lắm, tại vì cái này là vừa là đầu chợ vừa là cuối chợ, họ có những cái sản phẩm như vậy nữa cả nhà. Hôm nay thì mẹ con lên đi mua đồ bơi để đi chơi vào tuần sau. Mọi người tiếp tục đón xem kênh của Linh để biết Linh đi đâu chơi nha. Cô này mặc đồ dễ thương quá, băng sắc. Mọi người thấy ở Hà Lan của mình tuy là nhỏ, nhưng mà vào những cái tháng nào họ cũng có những cái hoạt động tích cực để kéo con người ra khỏi cửa. Nghĩa là để cho con người đừng có bị stress quá đó cả nhà. Tại vì mùa đông thì người ta cũng dễ bị stress lắm nha. Mình mới vừa chỉa vào mình quay thì sợ người ta nhìn vào mình. Bên kia họ đã để quần áo ngoài rồi. Thường là cái đợt mà đợt sale á cả nhà, là vào tháng 6, cuối tháng 6 và đến giữa khoảng tháng 7 là hết rồi. Nhưng mà nhờ những cái chợ như vậy thì những cái shop sẽ vẫn được bán đồ sale. Cái khu vừa rồi mình đi á, là người ta bày bán những cái đồ cổ hoặc là những cái đồ giả cổ. Nhưng mà cái khu này á, thì sẽ là cái khu trung tâm của chỗ bán quần áo và mỹ phẩm. Tụi mình đi tìm cái shop mua đồ bơi. Khu này là cái khu đông đúc vì nó nhỏ nhất, cho nên nó cái shop này á, thì giá cả nó cũng phải chăng lắm nha cả nhà. Nhưng mà có cái là không biết là bây giờ là cái shop mình hay đi là vào đây thì mình có tìm được đồ bơi hay không. Ủa, hai đứa con đâu mất tiêu rồi ta? Nó nhanh chân lắm, nó đi trước rồi. Đầu chợ này là có một cái quầy bán mấy cái hạt đậu nè, đậu phộng, đậu gì nè. Mọi người thấy ở đây không? Chẳng hết hơi người đứng coi bán hàng luôn á. Họ cũng chẳng hết sợ mất gì cả. Có bán những cái phô mai đặc trưng của Hà Lan. Hà Lan có cái phô mai cheddar cast đó cả nhà, ngon lắm. Ở bên đây thì bán dầu thơm.
Tụi mình vào cái tiệm này, sang qua sang lại thì cũng đã đến cái tiệm đồ bơi. Nhưng mà trong này thì không có, có nhiều đồ bikini nhưng mà là con nên không có thích cái kiểu này nên đi chỗ khác. Cái chỗ này nè cả nhà, là bán quần áo cho trẻ em mà chất lượng quần áo rất là tốt nha. Hiện giờ họ trưng bày ở ngoài thôi chứ cũng không phải là đồ sale gì đâu. Sale rất là ít cho cái hiệu này. Nhưng mà nếu mà người mua đồ cho con cái á, mọi người nên mua mấy cái loại vải như vậy. Trước đây thì Linh cũng hay mua cho con cái kiểu này, nhưng mà bây giờ tụi nó lớn hết rồi thì không còn mua nữa. Cái hiệu này thì mọi người coi clip của Linh mọi người biết là cái hiệu này là hiệu của Hà Lan. Đồ của nó không có mắc nha, nhưng mà chất lượng rất là tốt. Mấy cái son môi đó là được kiểm chứng hết rồi mà rất là tốt luôn. Cái trời này mà mình nhìn mấy cái áo khoác này nè, tao nói nóng chết luôn, dù là rất là đẹp. Mọi người thấy không, để 70-70%. Phía bên này là bán quần áo, và ở cái chỗ này thì người ta bán cái đồ trang trí. Wow, vậy ở chỗ này đang sale nữa cả nhà ơi. Bắt đầu quay con, bắt đầu quay má đó. Tụi nó che mặt, tụi nó tưởng là Linh quay tụi nó. Tiệm này là tiệm bán đồ lót, khá nổi tiếng ở Hà Lan. Họ cũng có bán đồ bơi nữa. Nhưng mà thật sự bây giờ Linh thấy cái đồ bơi á, Linh cũng khó chọn cho Linh nữa, chứ không phải là chỉ khó chọn cho con của Linh đâu. Ở đây họ cũng đang sales nè, mọi người thấy không? Cũng có rất là nhiều mẫu mã và kiểu dáng. Tuy nhiên á, là nó... Tại mình cái dáng của mình nó không đẹp á cả nhà, cho nên không có hợp. Nè, cái hút của mama đẹp hơn. Còn mình nó chỉ mua cái giỏ để đựng telephone. Quá trời đông người luôn. Quầy này là một trong những cái quầy mà đông đúc nhất ở cái khu chợ này. Và mình thấy có rất là nhiều người Trung Đông cho nên mình tò mò mình đến. Thì ra là họ bán vàng và bạc. Những cái vàng này thì nó không phải là vàng thật đâu nha cả nhà. Tuy nhiên là giá của nó là rất là mắc luôn. Bên đây họ bán theo cái kiểu thiết kế á, chứ họ không phải bán theo cái kiểu mà giống như bên mình là bán phân, bán chỉ. Tại vì mấy cái thiết kế như vậy nè, hiện tại thì họ để là một cái là 7 đồng, hai cái là 10 đồng. Tuy nhiên là cái giá mà mình thấy trên cái giá họ dán đó nha, là 60-70 đồng cho một đôi bông tai hoặc là sợi dây chuyền như vậy nè cả nhà. Mắc lắm. Và Linh thấy rất là nhiều người Trung Đông nè, mọi người thấy không, người Trung Đông đến mua nhiều lắm luôn. Mình không có biết cái mình á, thì có nhiều bạn Trung Đông, nhưng mà mình cũng không có, chưa có dịp hỏi cái văn hóa của họ là tại sao họ lại thích vàng như vậy. Chắc tại bên đó khi mà chưa có chiến tranh á, thì mọi người sử dụng vàng rất là nhiều. Đây bông tai thoải mái lựa chọn luôn. Mà họ để cho mình lựa như vậy đó nha, họ không có sợ mất cấp hoặc là cái gì đâu nha cả nhà. Bán đổ bán tháo rồi người ta ung ung tới mua. Bên đây thì đối diện với nó là có giỏ sách, tại vì Linh đâu có thích mấy cái trang sức đó đâu. Con gái của Linh nó mới lớn mà, giống như mình hồi xưa thích mấy cái trang sức vàng bạc rồi nó đứng nó lựa. Thôi Linh chán quá đi, nào giờ Linh không có thích mấy cái trang sức nha. Hồi xưa nhà cũng bán nữ trang đó chứ, mà không có thích đeo. Nên giờ Linh đi Linh quay cho tụi nó lựa đi rồi Linh lại Linh trả tiền. Ở đây thì cũng có quán cà phê. Thật ra thì ở thành phố của mình có nhiều quán cà phê và ăn ngon lắm. Cho nên trong lúc chờ đợi thì mọi người có thể uống cà phê hoặc là nhìn tới nhìn lui ở đây nè.
Ở Linh quay vòng vòng cho mọi người coi cái khu vực này. Hai bạn trẻ nhà mình đã lựa xong và bây giờ mình đến mình tính tiền đây. Chẳng biết là tụi nó mua cái gì nữa. Con bé lớn nhà Linh nó có hứng thú, nó lại đứng nó lựa quá trời quá đất luôn. Coi mua gì đây nha. Bông tai. Tiếp tục bông tai. Linh nhớ là lần trước nó mua mấy cái kiểu kiểu như vậy rồi đó chứ. Mua được 6 cái nè, nó chọn 6 cái, 6 cái là 30 đồng. Rồi nó còn đứng nó đòi nó chọn thêm lắc tai rồi nữa chứ. Nhìn thấy buồn cười quá à. Quá trời người mua luôn. Nó thật ra khoảng vài năm trước đây á, Linh cũng thích đeo bông tai. Cái cũng đặt mua trên mạng. Mua xong rồi về nhìn rồi rồi thôi, rồi cái cũng không đeo luôn. Giống như là mình chạy theo thời trang như đó cả nhà. Xong cái tự nhiên cái đến một cái tuổi nào đó Linh không còn thích nữa. Cho nên bây giờ đi vòng vòng qua cho mọi người xem. Và gọi là đại gia của con mua gì chỉ cái đó rồi mình trả tiền. Chứ mình không có còn mà hứng thú để mua những cái này nữa. May quá ở đây họ nhận cạc. Chứ nếu mà họ nhận tiền mặt á, là mình lại phải quay trở lại chỗ khác mình rút tiền nữa. Mình ít có khi nào đem tiền mặt lắm. Họ bao nhìn kiểu rất là giống vàng luôn nha cả nhà. Còn nó cái mần mê cơ kìa. Nó còn chưa chịu đi nữa. Nó còn đòi mua thêm nhẫn nữa chứ. Chịu hết nổi luôn. Mình có vấn đề với lại cái máy này cho nên thay vì scan thì mình phải bấm số. Chè chè dấu chứ không có cho mọi người đó. Mọi người nó sợ lộ cái số mã số thẻ ngân hàng, nó che máy lại. Xong rồi lấy cả rồi đi tiếp. Ở chỗ này mở nhạc lớn quá cho nên mình không có nói chuyện với mọi người được. Mình thấy cái tiệm này thì nó không có sales. Cái tiệm này thì lúc nào cũng giảm 20% hết. Cái tiệm mình sắp vào nè. Nhưng mà mình thích vào để mình coi, tại vì sẵn dịp đây nè, mình mua quà cho các bạn của mình á. Cho nên mình vào đây. Ở chỗ mình thì có hai cái tiệm mỹ phẩm lớn, một cái tiệm này và một cái tiệm khác. Nhưng mà mình thích cái tiệm này tại vì cách phục vụ á. Dù là cái tiệm này hơi mắc hơn một chút nha cả nhà, nhưng mà mình thích hơn là cái tiệm khác. Giá mọi người thấy không, để giảm 20%, nhưng mà thật ra cái giá giảm 20% này á, những cái sản phẩm mà mình cũng thích mua lắm. Rồi bây giờ thì đối diện với đây là có một cái tiệm bán cho đồ chơi cho con nít nè. Mấy cái xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Mấy cái này mà gặp mấy cái hai cái bà nhỏ của Linh mà lúc còn nhỏ là thôi luôn. Chắc nó đứng ở đây tới chiều luôn đó, không chịu về. Giờ hên quá, tụi nó lớn rồi. Cái khu này thì bán quần áo rất là nhiều. Bây giờ sales thì mọi người đứng ở ngoài theo hồi lựa chọn. Tại vì thực sự ra mình ở ngoài mình nhìn ở nhiều góc độ khác nhau hơn là ở trong shop. Mình đi vào shop thì mình còn ngại ngại đúng không cả nhà. Chứ ngoài thì thoải mái luôn. Ở đây là tiệm này đang bán giá là 7,50 đồng, hai cái là 10 đồng. Vào đây tha hồ mà lựa quần áo. Nhưng mà cái quần áo chỗ của đó Linh thấy thì không có mấy cái đồ Linh thích. Linh chỉ thích mặc mấy cái áo thun đơn giản thôi. Chỗ này họ bán kéo quá trời màu sắc luôn. Mình không biết kéo này để cắt tóc hay để làm gì luôn. Rồi nhìn thấy thích. Mình đưa máy vào quay thì họ nhìn mình cũng ngại. Cái chợ mở này gọi là Plow Finger. Là ngày xưa người ta đếm tiền á, cái màu của tiền nó dính vào tay thành màu xanh. Cho nên là gọi là Plow Finger. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Linh chúc cả nhà một ngày thật là vui. Nhớ like, subscribe và share cho Linh nhé. Bye bye.